chia đều ngay với cậu cho mấy cái. Cho nên thì cái bài này thì chúng ta ngồi trên chiếc tàu này á, thì nhà mình vui lòng đưa cái cây vào bên trong mình đi, không được đưa đây ra bên ngoài, nhưng mà có tại vì khi mà trong cái tình mà tàu đang chạy á, cũng như có những cái tàu lớn á, khi mà chạy cái sắp tên á, rất là giữ gần tay nhà mình á, người Việt á. Dạ. Cho nên mình thấy cái ngôi chùa này là cái ngôi nhà đúng không ạ, là cái ngôi nhà ba đó.
này á, ông thấy gặp những cái chuyện chưa để chưa để cũng như là ông thấy gặp những cái điều xấu và dẫn đến là ông nói bỏ tính mạng của mình tại đến cái thái lan này à, thì mình thấy rõ mà khi mà ông ta chết á là ông ta đứng từ phòng 44 mà ông ta nhảy xuống phòng 1 một chút ngay tại chỗ cho mình dạ. Rồi bây giờ thì lại lên chúng ta nè, mình đưa cái tay ra, đưa cái tay vào một cao mình đi ha. Rồi mình sẽ lấy ổ tay này, một ổ như vậy nó chụp bạc, rồi sau đó mình phải cho sáng ha. Cá đây cái đầu hai bên, dạ, à, bên trái bên phải mình đón cho mình ha. Dạ, và khi mà đi quá trình tại gia đình chúng ta thả, thì có một cái cần sẽ bị chấm theo đồng hệ cá bạc tạng cho mình ha. Thì đối với người Thái người ta gọi đó là cá đi tu, thì mình ha, cá bạc tạng đó là cần sẽ bị chấm luôn. Dạ, và mình có cái thả dùng đi ha. Rồi mình thả mình giữ lại đường dây, mình không có thả đất dưới đây nữa. Rồi bây giờ mình thả đi dịch hai bên đường mất, hai bên đường mất mới thả dùng dây nhé. Cá nó sẽ nổi lên, cá nó sẽ nổi lên là mình sẽ thả. Rồi chưa đây hai bên dùng dây nhé, ai muốn mua nữa thì mình có cái tên để tài dùng dây. Rồi nhà ba, ai chưa đánh mua nhà ba thì mình thả dùng dây đó là cái mua nhà ba ha. À, cá màu trắng này thì mình thấy mà cá màu trắng này đó là người Thái họ gọi đó là cá chi tu đó cho mình nha. Cá màu trắng đó là cá bạch tạng nè. À, đây là chị cá bạch tạng nè, đó là cá chi tu cho mình á, là cá có công tu đó. Mình thấy là dạ. Mình nhớ đi xin là mình hả bắt mì thôi, không được thả đi ngoài iPhone nha. Cá không ăn đâu. Dạ. Giữ cặp điện thoại hai dùng tay và chia đường hai bên dùng tôi ạ. Dạ. Không được bỏ tất cả luôn, đồ đạc của mình ở đây nhé. Dạ. Bắt đầu đi con.